nơi bị chết anh ấy cứ khai pa là nhôm chìm mía sa thiệt mía vì chìm sơn nọ đài phần tai riêng xe so tới vì ăn miên đất ấy đôi phu à sơn nọ khmer thì hai sơn nọ khmer đã máu nhé xe đi phớt này anh đang ơi mà chỉ nói sơn nọ khmer bay chụp bầy prạ khmer hay khmer đừng khmer hôm đừng khmer người sơn nọ khmer cu mà ngấp chỉ vớt con mình off phòng anh ấy với họ cú đó có ông miền khăm ai nè mơ cho nam mơ còn nọ khăm ai đừng khăm ai rồi riêng mơ cứ mơ thà ọt chết đừng bỏ ai khởi vì có phần nắng mỗi slo khăm ai là mỗi slo mất cả nồng nè mơ đó hơi chết đây ta nè vì có mà khăm ai ót rồi riêng mơ